lên map tao đánh nha. Lên map luôn á. Ê, ổ mắt nó thiêu đốt luôn kìa. Chó điên này. Chó điên. Chết chết. Chết. Ổ mắt lát nó chơi luôn kìa. Để nó thiêu đốt mình xong nó quýnh ra đề. Tốt nạn. Không như lây nó nhiều. Ờ, sao đây nó cũng nói nhiều mà. Cho đủ mắt nó mạnh vậy. Ô. Ô. Má đê mạnh tới luôn. Xong rồi, xong đời tôi rồi. Đời nát bấy rồi, lên full tóc đấm mà giờ là chết mẹ rồi. Ôi, chết bạn tôi rồi. Dám nó tạo đời của tao. Dám nó là đời của tao. Dám nó là đời của tao. Hay, 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 hay. Oh no. Anh chết mẹ đây. Cái nữa. Mà đủ nó kéo ra nó quýnh mấy cái trò nó quăng một chết. Thôi, đánh sập bọt cũng được. Đánh sập bọt lên phút đánh luôn. Sập bọt có gì ta? Kính đồ nè, cái đầu sập bọt phút tóc đánh nè. Nè, mới lên tóc đánh luôn. Thôi, người đánh chung với cái lần trước. Thôi mà mình lên món này thôi mình luôn chưa rút đánh vậy như vậy nó anh bd hả à? Tại anh bd mà nó nói đúng mà anh chơi bd với nó chứ ai. Around me are familiar faces, worn out places, worn out faces. Chứ bây giờ là full tóc đánh nè, giờ anh lên một món này thôi gọi như anh full tóc đánh hết luôn. Dạ ăn chói. Má còn được cái lát của nó. À, tìm gắm cho tới con xe. Dạ đau. Cái lòng má đau quá vậy. Nani. Ơi, bạn tôi chết. Ơi, không sao chết bạn tôi. Nó anti bạn tôi rồi. Con mẹ tụi bay. Dạ thôi. Yeah. Hay quá, bằng cái mèo hay quá, bằng cái mèo hay quá. Trận này team gánh rồi, ơn trời, team đây rồi. Lên. Hay quá. Hả? Canada nó hốt không à. Thôi ghi cậu nha, nó canh cậu nó hốt rồi, nó cứ chừa mình ra. Má tóc ánh luôn nè. Không sao, có bằng gì mạnh lắm. Mẹ bằng gì cân nè. Chết mẹ bằng gì rồi. Chạy đi. Bạn gì chơi. Mình bảo kê bạn. Trời bạn lát luôn, mình chơi luôn. Trời ơi. Chơi nó. Thi. Lọt ra nè. Chết mẹ mày rồi. À hôm qua coi anh Kim xong mà bị phạt hàng chờ 20 phút hả? Thắng rồi.